Và sau đây là anh Duy Nguyễn sẽ là unboxing cái hộp này lần đầu tiên tại Việt Nam. Nhoi thiệt chứ. Ngoài đất thì do thân thiện với em. Ai, mệt quá. Hôm nay á, thì anh sẽ có một phần quà dành cho mấy em. Mình không chơi đồ thôi, chơi đồ phải chơi xịn nha. Cái này là một cái sản phẩm rất là cao cấp mà mấy em. Hàng đặc biệt, hàng special. Thôi nói nhiều quá làm gì. What happened? Rồi, mỗi người lon nha, tặng, hỏi tao tiền. Con đi học đóng tiền, hôm nay cho đồ hơi bị nhiều quá nha. Ờ, hơi cho đồ hơi bị nhiều quá. Cái khóa này nó bị lỗ. Vậy mày nhịn nha. Vậy mày nhịn nha. Nó dám cà khịa mấy em. Rồi, đây. Nói thiệt, cuộc đời này có những cái streamer chưa bao giờ từng được xài này đâu mấy em. Mấy em đừng có giỡn. Đây. Thôi bây giờ nói chung mà nhậu trước đi, mà nói gì đó nói mệt quá. Anh tập mấy tiếng đồng hồ rồi mấy em. Bỏ mỏ uống đi mấy em, đừng có bị đặt là giữ làm kỷ niệm gì á, muốn giữ thì mua. Còn giờ cho là phải uống, lắc nha. Ở dưới nó có bán sữa ngon lắm. Cái này là hàng organic. Mắc lắm. Hàng này thiệt tình đó, ở bên Mỹ thì nó uống như uống nước thôi. Cái dòng mà có chữ RTD đó mấy em là viết tắt của chữ Ready to Drink. Mà cái dòng Ready to Drink là cái dòng súp mà nó là cao cấp. Ví dụ như cùng một cái sản phẩm luôn đi mà cái bột á, thì nó không bằng được cái nước. Thì nó không bằng được cái nước ở cái điểm nào? Thứ nhất là mặt cái chất lượng. Bây giờ em mua nguyên con máy tính đeo á, nó sẽ xịn hơn em mua từng món em ráp. Ok. Mà chưa kể cái này là cái gì? Nó pha, nó hòa tan và nó làm tất cả mọi thứ trong nhà máy hết. Và nó đóng gói này luôn. Ok, đem về cứ thế mà uống. Còn cái kia thì nó bột. Tuy nhiên mà bột thì nó... Giờ hỏi mày sữa tươi, sữa bột, khoái uống sữa nào? Sữa tươi. Dạng vậy đi. Cái đó là một trong những cái mà nó hơn. Cái nó hơn còn lại nữa là cái gì biết không? Tiện lợi. Đúng, nó rất là tiện lợi. Bỏ vô mạc 12 lon. Thế thôi. Dọc đường á thì mình ấy. Còn cái bình dư này chắc em xài được. Còn anh thì nhỏ với anh. Ủa em có chưa? Đâu giờ ra nhiều dữ trời. Khui nãy giờ 2 thùng. Không, mình đã uống 2 chai sau tập, anh có lý do này. Cái gì của anh cũng có lý do hết. Tặng trước hũ nha. Mua không thì mua chứ không có bao hoài đâu. Mẹ bao cấp cái này chịu không nổi. RTD là một nhánh súp chứ không phải là một loại. Tất cả những dạng lon này là RTD hết. Ví dụ như em muốn rượu hoặc cao đi, nó có loại RTD rượu hoặc cao. Đó. Nó đủ loại RTD rượu hoặc cao thì nó cũng mắc hơn so với rượu hoặc cao mà mua muỗng em đổ vô. Nhiều khi quy ra đồng tiền Việt Nam mình á, người ta coi đó là cao là mắc. Ở nước ngoài trong mấy cái chỗ mà cái tủ lạnh nó để ngoài đường, nhóc mày coi bên Nhật mày bỏ xu mày chọi can rồi đó mà lấy nước lấy đồ nó có này nhóc gì. Mà bằng tiếng Nhật tụi em không hiểu thôi. Đúng không? Nhưng mà nó là gì? Nó là RTD. Bây giờ RTD nó có 2 loại, em nhìn vô nó là rượu hoặc cao hay nó là intra hoặc cao hay là nó là boss hoặc cao, nếu mà nói theo độ Zimmer. Còn nó theo độ cuộc sống á là nó dụng gì nó bổ sung khoáng. Cuộc sống thì nó không BCA. Nó bổ sung khoáng chất đồ này nọ, thật ra là bổ sung VA khoáng chất, đó là intra hoặc cao. Còn cái energy là cái năng lượng. Đó, năng lượng là gì? Là rượu hoặc cao. Và cái boss hoặc cao là uống lúc đói bụng, uống lúc mà mình thay thế bữa ăn, uống là lúc khuya này ngủ đi kiếm đồ không có gì ăn, bò lạc không có con nào đó. Đó, hiểu không? Nên em đi nước ngoài em gặp mấy cái này nhiều. Cái kia thì tính đổ là muỗng 25.000 nên tính toán cái sự đó ở đây. Nhưng mà thật sự những cái phòng gym ở bên nước ngoài á, trong đó có Mỹ á, thì những cái nó để cái tủ lạnh á, để đóng RTD luôn, uống nhiều uống à. Trong đó có nước khoáng rồi bò cụm, bò hút gì lum la tán ám binh hết á. Nên nhiều khi á tụi em đi tập gym ở bên nước ngoài á, tụi em chỉ cần cầm theo cái thẻ thôi. Tụi em không cần phải cầm theo sub, tức là tới thẻ đó, ok, trước tập lấy Olip ra quất quẩy, trong tập đúng không? Còn lấy thằng BCA nào đó ra quẩy, rồi sau tập đúng không? Lấy RTD ra quẩy về luôn. Về luôn, nó vậy đó. Nhưng mà thôi quất cái mày tao đói quá. Anh sau tập là anh 2 chai. Sau tập là anh 2 chai. Tại vì mấy em nhìn sơ sơ ra thành phần đó là nó gì? Nó có 20g protein grass feed, không sugar. Rồi nói chung á thì cái này nó là natural. Cái giá trị lớn nhất là giá trị natural. Chứ không phải là mấy em đo rồi 20g protein này với miếng thịt bò đam đo cái đó thì bố ai chơi lại. Nó còn cái nữa là nó có sơ. Và nó có MCT OIL. còn mấy cái kia thì nó quảng cáo thêm vô nào là gì no gluten, no GMO, no hormone nè, no lacto rồi lưa hết uống cả. Thật sự thì nói chung tiền cuộc sống thôi, mà cuộc sống mình á, một là điều kiện sống mình nó cao, hai là nhận thức mình nó tốt, thì mấy này nó là chuyện bình thường. Đối với anh thì nó rất là tiện. Anh để trên màn hình livestream anh Nam Trẩu đó, anh lấy anh uống luôn khỏi pha. Mỗi lần kiếm nước pha mệt quá. Đó, bởi vậy anh thì anh uống lần 2 lon vậy thôi. Tức là cái này nó tôn trọng người dùng ha. Cái hũ này cũng đẹp, thùng cũng đẹp, thằng RTB làm này tôn trọng người dùng á. Em thấy cái chữ complete protein không? Hoàn chỉnh. Đúng, lộn, complete nutrition, đúng chính xác, đó là sự hoàn chỉnh. Đủ canxi luôn rồi đó em, canxi nó rất là cao. Thì cái đó là giá trị của cái dòng dinh dưỡng hoàn chỉnh. Chứ bây giờ còn mấy cái không hoàn chỉnh, nó thiếu này thiếu kia nó thì nó rẻ thôi. Con gái uống này đúng liều, đúng sơ vinh. Con gái nó uống, nó sao tập uống cái này là đúng liều rồi đó. Còn tụi em là con trai thì rất bù liều lên đó. Chứ bây giờ làm cái hũ này bự quá, đúng không? Hũ này bự quá thì thứ nhất nó mất sang, thứ hai á, thì người này thực phẩm dành cho đời sống, cho xã hội nữa. Bây giờ người ta uống lẽ ta uống chơi một phát một tà nạp lúc 40 g đầu tiên thấy mụ người ta sao à. Chính xác, đúng. Tại vì tụi em đang nhìn những góc kính của một gamer, những cái lăng kính đó. Còn cái này nó là ra ngoài xã hội, nó rộng lớn, nó bao quát rất là nhiều người. Thí dụ như tụi em cần, tụi em đắp bù liều lên, tao cầm những chai nhỏ nhỏ này, nó sang trọng, nó còn lifestyle, cuộc sống nó nữa, dẫn chó đi dạo rồi cầm này uống. Nhiều khi nguồn cho con chó uống luôn. Này bỏ tủ lạnh nữa, uống cà phê. Em thấy cái chữ nhỏ nhỏ không? Nên GMO Project Verify. À, không có GMO. GMO là gì vậy? Kêu là GMO tức là biến đổi gen. Biến đổi gen tức là những cái sản phẩm mà nó gây biến đổi gen thì nó sẽ tạo ra cái nguồn súp biến đổi gen. Thí dụ như con bò của em đã bị chích này nọ chích kia đồ nhiều quá thì cái đó là biến đổi gen rồi, tác động tới nó rồi thì nó ra một sản phẩm, thì cái sản phẩm nó không được approve cái này đó. Ván sữa ta kêu lắc điều rồi, nó dính ván sữa chứ khi mà cái này để lâu quá thì đương nhiên là sẽ có một phần nó nằm dưới đây đó, tụi em phải lắc đều lên, quay đũa rồi quậy vô bỏ uổng mày, nó ghê lắm á. Nên cái này cũng bỏ cho phòng gym này nọ đó thì anh thấy nó thích hợp, hoặc là dân Sài Gòn thì đương nhiên nó gần quá, mình ship bằng Grab hay gì đó nó tiện hơn. Vậy là mục tiêu của ship nhập dễ này để cho thị trường Việt Nam như biết mùi chơi với thế giới không thầy? Đúng rồi. Thứ nhất là nhập về để phân phối mà để gọi là trong phòng gym uống, rồi đặt cho ai dân chơi người ta có người ta uống và đa dạng sản phẩm thôi. Nhìn nó sáng sáng. Trufit nó hay chứ, Trufit nó rất là hay. Trufit thì anh chơi 2 muỗng, này anh chơi 2 lon. Xe của anh bỏ 2 thùng. Ơi, để về nhiệt độ hay có bị hư không thầy? Trời mẹt mà. Anh để trong nhà không. Mẹt mà. Nó phải bên Mỹ rồi, Bắc Kinh mà đường mà trời đó ba. Hay thì mua súp đi ba. Lai xe là đương nhiên rồi. Coi chùa hoài.